hôn có thể diễn ra suôn sẻ, ly hôn không có tranh chấp hoặc ly hôn có tranh chấp. Hai tranh chấp phổ biến trong quá trình thực hiện thủ tục ly hôn đó là tranh chấp về tài sản và tranh chấp về con cái. Ở bài viết này thì công ty luật ACC xin gửi đến cho quý khách hàng những quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý việc phân chia tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc ly hôn, bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản khi ly hôn. Về các nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn, thì đầu tiên sẽ là ưu tiên thỏa thuận. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu, thì tòa án phải xem xét quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ, thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn. Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ, thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc được thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu, thì áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản chung của vợ chồng để giải quyết. Khi giải quyết vấn đề ly hôn, nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu, thì tòa án xem xét giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, thì tòa án phải xác định vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không, để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết, thì tòa án phải quyết định khi chia tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba này không yêu cầu giải quyết, thì tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng một án khác. Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ hoặc chồng được xác định theo giá trị thị trường tại thời điểm giải quyết hồ sơ sơ thẩm vụ việc. Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, thì tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản sau khi ly hôn, đầu tiên phải kể đến hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ chồng, cũng như các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn, được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia, hoặc được ưu tiên nhận lời tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ, nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ chồng. Là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được, được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc của vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn. Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải đảm bảo cho vợ chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề, cho vợ chồng đang hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục sản xuất kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch, vì bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Việc chia tài sản chung của vợ chồng cũng phụ thuộc vào lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Ví dụ như trong trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản, thì khi giải quyết ly hôn, tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên. Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến cho bạn về vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn. Nếu vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.